Tiếp tục là một lô đất chính chủ nha. Thì em xin chào cả nhà. Như em có vẽ đây là hình dáng của lô đất. Diện tích gần 1.000m² và đã lên là 319m thổ cư. Và đây là thông số các cạnh của lô đất mình nha. Vị trí đất của mình đây thuộc xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai các bác. Một vị trí rất là gần quốc lộ 1A hay là quốc lộ 20 nha. Thì ngay phía sau của mình là có một con suối rất là lớn. Thì trong sổ em thấy ghi là Sông Thao đó các bác. Đất của mình nở hậu nên là được bám mặt suối Sông Thao khá là rộng nha. Chạy lên trục đường chính khoảng hơn 100m thì khu dân cư đông đúc, biển nhà trên này. Đó, và trục đường chính của mình trên này hướng đi quốc lộ 1A và hướng đi quốc lộ 20 nha. Khu đông dân cư, đường xá, quán xá, tiện ích trên này rất là gần thôi. Đất của mình được bám mặt tiền đường nhựa nha. Đường nhựa rộng và hai xe ô tô tránh nhau được. Ở vị trí này thì cũng có những lô đất diện tích nhỏ hơn dưới 100m². Thì các bác nào có tầm tài chính nhỏ nhỏ thì có thể mua được nha. Em có chỉ ra đây thì hướng đi quốc lộ 1A là 2 cây và hướng quốc lộ 20 là 3 cây nha. Sau vài ngày em được trải nghiệm ở khu vực vị trí Đồng Nai này. Thực sự thì khí hậu khá là nóng nha. Nhiệt độ thì từ 37 đến 40 độ. Xe cộ thì đông đúc, nhà cửa thì san sát. Em ở Lâm Đồng thì đã quen rồi nên là xuống khu vực này khó mà hòa hợp được. Suốt ngày ở trong máy lạnh thôi. Thì quay xong lô đất này em lại quay lại với Lâm Đồng thôi. Lô này em có để thẳng số điện thoại của anh chủ đất. Các bác thích vị trí này liên hệ trực tiếp với anh chủ làm việc luôn nha. Về giá cả, vị trí hay là những lô đất khác thì có thể trao đổi với nhau. Sổ sách thì rõ ràng, rành mạch rồi, sẵn là công chứng thôi. Thì em mời cả nhà cùng xem chi tiết em quay bên dưới nha. Em xin chào cả nhà mình nha. Tiếp tục thì là một lô đất chính chủ thuộc tỉnh Đồng Nai nha. Hôm nay em giới thiệu thêm một lô đất ở xa Lâm Đồng, chính chủ luôn. Các bác nào mà thích khu vực vị trí này, đây có suối này các bác, suối đá luôn. Và suối này chảy quanh năm các bác. Ở đây là một lô đất rất là rộng và nữa là nó nở hậu nha. Thuộc về xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai các bác. Được bám cái mặt tiền của suối chảy này. Đó. Là nở hậu là 32m nha. Trên đằng trước kia của mình là được 10m mặt tiền đường nhựa. Như em có bay flycam trước đó thì em có vẽ ra cái hình dáng lô đất của mình. Của mình thì đây là bằng như sân luôn. Đó. Và đẹp nhất là cái con suối á, phía hậu này, nở hậu nữa, đá này, nước này. Khả năng vào mùa mưa thì cái lượng nước nó sẽ rất là nhiều và chảy rất là đẹp. Lô đất này có tổng diện tích là gần 1.000m², 967m² và trong đó là đã có là 319m là đất ở nông thôn nha, thổ cư đó các bác. Nằm vị trí thì nằm ở giữa thị trấn Dầu Dây, khu công nghiệp Dầu Dây đó các bác, và trung tâm Trảng Bom, khu công nghiệp Bầu Xéo các bác. Thì cách quốc lộ 1A đây, từ hướng này chạy vòng ra đây chạy ra quốc lộ 1A thì bán kính chỉ có 2 cây số thôi. Nằm ở trong khu dân cư rất là đông luôn, như ở trên này các bác, một biển nhà, một biển người đi theo cái đường nhựa này, đi lên phía đường chính trên kia. Một biển nhà luôn, rất là đông. Khu dân cư hàng quán này kia. Đó. Mà cách sân bay Long Thành của mình chỉ bán kính 10 cây thôi. Và cách quốc lộ 20 là 3 cây số nha. Đường đi lại dễ dàng và thuận tiện. Đây, toàn bộ là đất của mình là bám đường nhựa như thế này. Thì lô đất của mình tính từ bên này
qua tới bên này là 10 mét các bác. Đây, có cắm trụ này. Từ cái trụ đây qua tới hết cái con đường luôn. Thì ở đây này em thấy cái đường là nó đi vào trong này rồi, là nó hết đường rồi. Đó, khu vực này. Thì cái lô đất của mình đây các bác, nó từ cái cọc này nha. Đó, lô đất của mình nở hậu, nó ôm lại là 3 lô đất bên cạnh đây. Đây, từ đây nó chạy xuống tới cái trụ bên này, xong rồi nó băng qua những cái trụ bên này và đổ xuống suối. Đất mình nở hậu này, và phía bên này cũng vậy. Đất ở nông thôn của mình thì đã có là 319 mét, mình có thể xây dựng ngay nha. Ở những lô nhỏ nhỏ ở đây thì chừng đâu đó 4m2 đến 4m rưỡi, và chạy sâu của mình là khoảng 20 mét, và đất ở luôn thì là hơn 80 mét. Thì giá bán nó dao động từ 900 đến 1 tỷ rồi. Thì riêng cái lô này một mình nó luôn 1000 mét vuông thì đang bán cái giá là 2 tỷ 9 nha. Như em có để số điện thoại chủ đất, các bác có thể liên hệ trực tiếp nha. Đó, còn nếu mà các bác ngại thì cứ liên hệ qua cho em trao đổi. Hơn nữa thì sổ sách thế nào thì cứ trực tiếp với chủ đất thôi. Đó, đất mình nở hậu 32 mét cơ, nở kiểu nở bụng đó các bác, rất là đẹp nha. Hơn nữa được 10 mét mặt tiền đường, đường nhựa. Đất của mình là cuối con đường rồi nên là được cái giá nó cũng khá là phù hợp. Như em có nghe nỏm được thì tiềm năng của thị trường bất động sản Đồng Nai thì em cũng xin chia sẻ thêm một vài điểm nổi bật ở khu vực này. Vị trí địa lý thì cũng rất là thuận lợi. Chà, ở đây rất là đã luôn các bác, rất là đẹp nha. Khu vực suối chà, người ta xây bờ kè ở đây hết rồi này. Xây bờ kè đá các bác, rất là đẹp. Thì vị trí rất là thuận lợi luôn, nằm kề với Sài Gòn các bác, là thị trường bất động sản rất là sôi động. Hạ tầng giao thông đang được đầu tư rất là mạnh mẽ, như là cao tốc, đường sắt, khu đô thị nha. Các khu công nghiệp thì tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, tạo nguồn cầu lớn về nhà ở thương mại. Du lịch biển như là Vũng Tàu, Bình Châu phát triển mạnh, nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp các bác. Giá bất động sản còn hấp dẫn so với thành phố Hồ Chí Minh, và tiềm năng tăng giá theo thời gian đó các bác. Đó là em nghe nỏm được nha. Còn các bác nào thích ở xã Sông Thao này thì đến xem thực tế, liên hệ qua cho em ghi vị trí cho. Các bác có thể tự đi xem hoặc là liên hệ với chủ đất để mà họ dẫn đi xem, rồi xem sổ sách, rồi xem về giá cả nhá. Đấy, thì tổng lô là 967 m² và 319 m thổ cư, giá là 2 tỷ 9 nhá. Đường xá ở đây thì rất là dễ luôn, ở đây thì toàn là đường nhựa. Đường điện các thứ là ok. Như bên này là người ta đang mở một cái công viên nho nhỏ. Đấy, cũng bảo là mở cái quán cà phê ở khúc này đấy, mà không biết là họ có mở hay không. Đó, họ đã trồng hoa đồ các thứ lên rồi đó các bác. Như mấy cái lô nhỏ nhỏ hơn 80 mét vuông thì đang được bán cái giá là từ 900 đến 1 tỷ rồi. Các bác nào tài chính nhỏ thì có thể liên hệ với anh chủ đất đây để gặp trực tiếp, về xem những cái lô bên cạnh đây. Đây, cắm trụ này. Đó, mỗi một cái bên này với bên kia là một lô nha. Ở đây thì 1, 2, 3. Đấy, còn 3 lô. Thì đất của mình là ôm. Đấy, nó ôm 3 lô này, tại vì nó nở hậu ở đây mà. Đấy, toàn bộ khu vực này của mình này. Đó, chảy dài qua bên kia luôn. Nhưng em có bay flycam em vẽ chi tiết về lô đất của mình đó các bác.
Đây thì được người ta trồng hoa các thứ đó. Hoa nè, khá là đẹp. Đó. Đây, họ đang tính mở quán cà phê khúc này. Bập bênh đồ. Em đang quay vào cái giờ nó mát các bác, bầu trời này. Đó, rất là đẹp này. Cái hướng của mình là hướng chính bắc nhá. Hướng bắc, hướng nhìn ra đường đó. Còn nếu mà các bác về xoay nhà theo hướng nào thì phù hợp với mình thì mình có thể xoay theo hướng đó. Đang ở cái giờ mặt trời bị khuất nên là nó rất là mát luôn. Thì nếu mà nắng rất là hầm các bác. Ủa, em có để số điện thoại trực tiếp của anh chủ đất nhá. Đó. Thì giao dịch nó sẽ dễ hơn. Nếu mà các bác thích vị trí này. Đường điện các thứ là đã được cắm trụ bê tông hết rồi này. Và khu vực biển nhà, biển người trên này. Đó, trục đường chính trên này. Ra quốc lộ 1A thì bán kính 2 cây. Đó, đất của mình là từ cái trụ này nhá. Đó, qua tới hết cái bờ tường này. Đổ xuống ôm ba lô đất. Phía bên kia cũng nở ra chừng khoảng 10 mét nữa và đổ thẳng xuống dưới suối. Suối được rộng 32 mét, khá là đẹp. Còn bên này là của nhà người khác hết rồi. Đó thì đất của mình thì thuộc về xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đằng sau thì người ta có vài cây dừa các bác. Dừa này. Suối mát mẻ. Khu vực này mát này các bác. Nó có bụi tre rồi có những cái cây nó mọc sẵn ở dưới nước. Bằng bằng. Đất nó bằng như sân luôn. Đó, các bác nào mà thích suối thì đám này là phù hợp này. Suối đẹp nhá. Và suối nữa chảy quanh năm các bác. Em thấy nó chảy quanh năm luôn. Đang mùa hạn mà chảy được cái lượng nước này rất là nhiều. Như khu vực trên Lâm Đồng nhiều ao đã bị cạn á. Tại vì trên Lâm Đồng chúng em là người ta tưới nhiều. Và cái mùa này á, là người đi bắt cá rất là nhiều. Kích cá, bắt cá này, kéo lưới này. Người ta hút cạn ao á. Nên là có những con trai trai, con cá, con ốc là người ta bắt nhiều lắm. Đó, thì hôm nay em có dịp xuống đây để mà giới thiệu đến một lô đất chính chủ cho các bác á, có thể xem xét nha. Đó, có một cặp đang câu cá này, cá suối. Đó. Đây, suối khu vực này. Người ta làm bờ kè rất là đẹp luôn. Nó không còn phải sạt lở xuống suối nữa. Người ta xây lên, đắp đá rồi xây lên. Đó. Đây nè, từ đây đâm thẳng vào gần bờ tường xong bắt đầu quẹo qua rồi ra từ cái khúc bờ tường bên kia. Đó, rồi nguyên dải đất này của mình luôn. Đó, chạy thẳng qua bên một cặp đang ngồi câu cá này là 32 mét đó các bác. Thì đất của mình là được mặt suối rất là rộng luôn. Rồi các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.